Hôm nay Mai Rương chia sẻ đến các bạn cách lọc cái thịt nạc cho cái phần ức gà đó các bạn. Ở đây Mai Rương có những cái ức gà như thế này. Để mình làm cái món gà xé đó thì làm sao mà để cái miếng gà xé của chúng ta nó thơm, nó ngon, thịt nó không bị bở, thì đầu tiên mình cần mua cái thịt gà. Người ta gọi đây là gà khô nè. Gà khô có nghĩa là theo những cái người bán hàng người ta nói với Rương á, là gà nó giết mổ trong ngày đó, nó không có nhúng nước đó cả nhà. Thì đây miếng cái thịt gà nó rất là ngon như thế này nè. Mình mua hồi sáng sớm về, sau đó nếu như các bạn chưa làm thì mình có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh đó, rồi mình sẽ làm ngay. Thì như vậy thịt gà của chúng ta nó sẽ rất là thơm, rất là ngon. Nó không có bị bở, giống như là mình mua cái dòng gà công nghiệp, cái thịt gà trắng đó. Đó, đây là từng cái miếng gà này còn máu đỏ luôn nè. Tươi lắm. Và bây giờ mình sẽ lọc như thế này. Mai Rương làm rất là đơn giản thôi. Đây, mình cần cái dao như thế này. Mình lọc từ đây nè. Mình sẽ cắt như thế này. Mình sẽ lọc cho hết cái phần nạc nè. Như vậy là ta đã lọc xong một cái rồi đây. Rất là đơn giản đúng không các bạn? Và mình sẽ lọc tiếp tục. Còn với những cái phần mà ức gà như thế này mình sẽ làm gì đây? Thì mình sẽ để dành nấu súp gà đó mọi người, để cho nước của mình nó có cái độ ngọt tự nhiên đó. Mình sẽ bỏ qua một bên. Và mình sẽ lọc hết luôn. Mình sẽ lấy cái dao này, mình sẽ nạo sát thịt như thế này. Vì Mai Rương mua cái gà này mình mua mối đó, mình mới dặn cái bạn hàng đó, bạn cắt cái cổ nó sát một chút xíu, cho nên là cái phần xương này nó rất là nhỏ nè. Thì như vậy cái phần nạc á, ức gà đó nó mới nhiều thịt các bạn. Mình làm gà xé đó mà mình mua cái phần ức gà, cái phần xương này nó nhiều quá, với cổ nó nhiều quá nên nó sẽ rất là hao. Bình thường á, một cái này nè, nếu như mình mua bình thường thì khi mà cân nặng á, cái phần xương này nó hết khoảng hơn 2 lạng xương rồi. Cứ một miếng như thế này thì gần 2 lạng xương luôn. Thì mình nói với cái người bạn hàng của mình đã lọc bớt cho mình được chút nào hay chút đó để nó tiết kiệm đó mọi người. Rất là nhanh luôn nè. Đó. Trong này nó có cái phần xương như thế này nè, mình cũng sẽ lấy ra luôn. Mình không cẩn thận đó, mình làm cái món gà xé mà nó dính xương như vậy ăn rất là nguy hiểm. Các bạn để như thế này cũng được, để làm sao mà để mà dễ lấy nhất đó, tùy mình. Vì bản thân Mai Rương làm tay trái đó thì mình sẽ để như thế này. Không thì mình sẽ xoay như thế này để mình lọc này.
Như vậy Mai Rương vừa chia sẻ đến các bạn cách lọc ức gà và xương gà như thế này, khá đơn giản. Chúc các bạn thành công ngay lần đầu khi nào mà lạng cái ức gà ra để chế biến món, ví dụ như ức gà chiên giòn hay là gà xé, hoặc là món gọi là khô gà lá chanh chẳng hạn. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo, đó là mình sẽ cắt cái phần thịt gà này để chuẩn bị mình ướp gia vị cho cái phần gà xé.